Chào mừng các bạn đến với Crypto 60S. Dogecoin bị bắt tại Montenegro. Lượng giao dịch hàng ngày trên Arbitrum tăng kỷ lục trước thềm trả airdrop. FTX thu hồi 460 triệu USD từ quỹ Morulo Capital. MetaMask ra mắt thị trường staking cho doanh nghiệp. Dogecoin bị bắt tại Montenegro. Tối ngày 23 tháng 3, trong lúc cộng đồng crypto đang tranh nhau claim airdrop Arbitrum, một thông tin đáng chú ý khác lại xuất hiện, đó là việc CEO Terraform Labs Dogecoin đã bị bắt. Cụ thể, tài khoản Twitter của Bộ trưởng Nội vụ Montenegro cho biết chính quyền nước này đã bắt giữ Dogecoin vì sử dụng giấy tờ giả tại sân bay Podgorica. Tuy nhiên, Montenegro vẫn đang chờ xác minh danh tính cụ thể. Đại diện cảnh sát Hàn Quốc sau đó đã xác nhận với hãng tin Yonhap rằng người bị bắt giữ tại Montenegro chính là Dogecoin. Nếu là sự thật, đây là bước ngoặt mới trong câu chuyện dài hơi về một trong những cú sụp đổ nghiêm trọng nhất thị trường tiền mã hóa. Lượng giao dịch hàng ngày trên Arbitrum tăng kỷ lục trước thềm trả airdrop. Số lượng giao dịch hàng ngày trên Layer 2 Arbitrum đã đạt mức kỷ lục trước thềm sự kiện airdrop token app. Dựa vào dữ liệu Arbscan, lượng giao dịch hàng ngày trên Arbitrum đã đạt mức kỷ lục mới là 1.312.052, vượt qua ngưỡng cũ 1.103.398 giao dịch vào ngày 21 tháng 2. Trong đó có khoảng 1,08 triệu giao dịch được xử lý trên mạng chính Ethereum. Lượng đặt mua app cũng tăng hơn 50% kể từ khi dự án công bố airdrop. Giải pháp Layer 2 của Ethereum đã ghi nhận thêm hơn 400.000 người dùng mới trong 2 tuần đổ lại đây, nâng tổng số người dùng nền tảng lên hơn 3 triệu, theo Dune Analytics. Trong đợt airdrop đầu tiên này, Arbitrum đã phân phối hơn 1,162 tỷ app cho khoảng 625.000 ví đủ điều kiện nhận airdrop, tương đương với 11,62% nguồn cung ban đầu 10 tỷ của app. FTX thu hồi 460 triệu USD từ quỹ Morulo Capital. Vào ngày 22 tháng 3, bộ máy lãnh đạo mới của FTX đã đệ trình lên tòa án thỏa thuận nhằm thu hồi lượng tài sản trị giá 460 triệu USD đã đầu tư vào Morulo Capital trước đó. Đây là khoản tiền Alameda Research đã rót vào quỹ trong một vòng gọi vốn vào năm 2022. Thỏa thuận thu hồi được đưa ra sau các cuộc đàm phán mang tính xây dựng với hai nhà sáng lập quỹ Morulo là Sao Uyên Giang và Zucan Rahani Ganso. Cả hai đều là người quen của cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried. Hồ sơ cho biết trong 460 triệu USD tài sản thu hồi, có đến 404 triệu USD tiền mặt, chiếm hơn 99% tài sản còn lại của Morulo. Ngoài ra, Morulo sẽ từ bỏ quyền dành tài sản trị giá 56 triệu USD bị kẹt trên FTX.com và FTX.us. MetaMask ra mắt thị trường staking cho doanh nghiệp. Theo thông báo ngày 22 tháng 3, ví MetaMask Institutional sẽ cho ra mắt một thị trường staking, cho phép các tổ chức lựa chọn dịch vụ staking từ 4 nhà cung cấp chính bao gồm Q, BlockDaemon, Onos và ConsenSys Staking. Nền tảng dự sẽ ra mắt vào ngày 27 tháng 3, trước 2 tuần khi HFOX sang 2 dự kiện diễn ra sự kiện giải phóng lượng lớn ETH khóa lại từ năm 2020. Do đó, thị trường mới của ConsenSys được kỳ vọng giải quyết nhu cầu tìm kiếm dịch vụ staking vào thời điểm đó. MetaMask Institutional đồng thời tung ra các tính năng nâng cao bao gồm bảng kiểm soát, quản lý danh mục đầu tư, giám sát tài sản kỹ thuật số với P và loạt phân bổ hiệu suất cũng như báo cáo giao dịch chuyên sâu nhằm giúp các doanh nghiệp xác định lại quyết định đầu tư một cách hiệu quả hơn.